Kính thưa quý vị, thu hồi hộp đen máy bay bị rơi, tin từ Rabo. Các nhân viên cứu nạn đã thu hồi một máy ghi âm chuyến bay trong đống đổ nát của xác chiếc phi cơ của hãng hàng không Mã Lai mà theo chính quyền Kiev đã bị phiến quân bắn hạ bằng một hỏa tiễn. Hình ảnh trên cho thấy nhóm người đàn ông mặc đồng phục cứu nạn khẩn cấp Ukraine xuất hiện tại làng Rabo ở phía đông vùng Donetsk. Họ bước xuống từ một chiếc xe đậu trên lề đường vùng nông thôn, xuất hiện theo một hợp đồng hợp tác tìm kiếm chiếc máy ghi âm tại các vùng lúa mì, nơi có xác chiếc máy bay văng vải tung tóe. Đoạn phim cũng cho thấy một người đàn ông sau đó đi bộ băng qua cánh đồng, cầm một máy ghi dữ liệu của chiếc máy bay có màu càm và đưa cho một đồng đội. Đoạn băng ghi lại tiếng nói của một người đàn ông nói bằng tiếng Nga. Những hình ảnh này thu được hôm 18 tháng 7. Hiện nay chưa rõ ai kiểm soát khu vực mà chiếc máy bay bị bắn rời. Lực lượng phiến quân tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại vùng miền Đông nói tiếng Nga và đòi đoàn kết với Moscow đã lập các đồn kiểm soát và chốt chặn xung quanh khu vực có chiếc máy bay rời. Trong khi đó, thì Hội đồng An ninh tại Kiev nói rằng các nhóm của Bộ Cứu nạn Khẩn cấp đã tìm thấy 196 thi thể, con số ít hơn so với 298 người hiện diện trên chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Mã Lai. Họ cũng nói đã kiểm soát một khu vực rộng đến 7 dặm vuông bao quanh sát chiếc máy bay. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Chính quyền Ly Khai, ông Alexander Borodai nói tại một cuộc họp báo diễn ra hôm thứ Bảy 19 tháng 7, thì họ không tìm được chiếc hộp đen của chuyến bay và thêm rằng lực lượng phiến quân tránh gây xáo trộn tại khu vực này. Đã có nhiều lời kêu gọi từ các lực lượng quốc tế đòi mở cuộc điều tra tại địa điểm chiếc máy bay rời, trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Bảy 19 9 tháng 7. Alexander Borodai, lãnh tụ phiến quân, hôm qua nói rằng tổ chức của ông không giữ hộp đen của chiếc máy bay lâm nạn, cũng không có thông tin nào được tìm thấy.